Làm kiểm lâm viên ở Hòn Bảy Cạnh cũng có nghĩa là một ngày làm việc có thể kéo dài xuyên đêm, nhất là vào mùa rùa đẻ trứng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Đoạn đường chừng 1 km dọc bờ biển không dài nhưng phải đi trong bóng đêm vì rùa mẹ khi lên bờ cần bóng tối và sự tĩnh lặng. Thi thoảng nếu có chút nghi ngờ, Hoàn cùng các nhân viên kiểm lâm khác bật chiếc đèn nhỏ lên để kiểm tra. Phải là đèn có ánh sáng đỏ để không ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của rùa. Bao khó khăn, lúng túng ban đầu, rồi cũng thành quen. Khi bắt đầu nước bắt đầu chớm lớn, mình nhận thấy rùa có khả năng lên, thì cũng là bắt đầu cá trực. Chứ có những thời điểm là khi mới vào nghề em thấy con rùa lên là ngồi cá trực, cứ ngồi chờ một bên, cứ lo nó đẻ mà không biết. Nhưng bây giờ rùa lên thì mình cũng biết cái khoảng thời gian nó đẻ thế nào thế nào. Rùa con thường nở vào ban đêm hoặc sớm tinh mơ. Đó cũng là lúc Hoàn phải đi kiểm tra các ổ trứng để chuẩn bị cho việc thả rùa vào buổi sáng. Thật ra rùa con có thể thả buổi chiều đúng mát cũng tốt, nhưng mà vì mình thả buổi chiều thì cái thời gian con rùa nó bò, nó bơi ra khơi trong đêm thì dẫn đến là nó thấy có những cái đèn ghe đánh cá. Tức là con rùa con nó thấy thì sáng thì nó đến, mà đến gặp những cái đèn cao áp như vậy thì nó sẽ nổ mắt ra, nó dẫn đến chết. Cũng vì vậy mình sẽ đổi giờ thường là giờ buổi sáng. Hơn 4 năm làm việc ở Hòn Bảy Cạnh, Hoàn cùng các đồng nghiệp đã đưa được hàng trăm nghìn rùa con về với biển. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh vẫn luôn nán lại khá lâu giúp rùa con nếu chẳng may chúng bị mắc cạn. Có thể gọi là mình cũng có duyên với rùa. Thì con rùa con thì khi nó đi về biển thì hơn ai hết thì mình là biết tỷ lệ sống sót của nó rồi. Đặc biệt những con rùa mà mình được trực tiếp thả, thì mình sẽ luôn luôn mang theo một cái hy vọng, cầu mong cho nó là sẽ có thể sống sót, sinh tồn, khỏe mạnh để có thể trưởng thành quay về đây đẻ. Tạm biệt Hoàn, người bạn đầu tiên khi chào đời, rùa con bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Trước khi trở về với đại dương bao la, nó sẽ phải vượt qua những thử thách đầu tiên của cuộc đời, là những tảng đá nhấp nhô trên mặt biển hay những đợt sóng đang dồn dập vỗ bờ.